thứ hai của CD thứ hai, Summer đến từ T-Boy. Và bên kia là Katha IC, bên này là Summer và Katha. Bên kia quân có vẻ nhỉnh hơn, nhưng mà khung RAC bắn rất khỏe trong Mala này. 2, 4, 6, 7. Bài quả đầu là 7 cây dành cho No 1. Trận này hy vọng bài của anh cũng đẹp như trận trước. Cứ đi dò là thấy voi, thấy quả. Bài của No 1 trận trước là có tới 2 quả phụ rất gần nhà. T-Boy sao? Bài quả đầu của anh là 6 hay là 7 cây? Tôi nghĩ là 7 cây, một cây xuất sau cái cây gỗ kia. Đã thấy yêu đầu và một con voi. Bài Summer thường có 2 voi, nhưng ở đây chỉ có 1 voi cô đơn, chắc lại có đôi voi đứng cạnh nhau ở chỗ khác rồi. Đã thấy cánh rừng mặt xấu lại chồng mông vào nhà của chị Boy. Gỗ đầu khá là gần. No 1 sao? Anh đã thấy bầy heo đầu của mình cũng là 7 con, rất là lộc lá trong những bước dò đầu tiên. Bây giờ anh đi, anh ra, anh gặp 2 con voi nữa thì sấp mặt cho bên kia luôn. Mà bài bên kia không lên được đời nữa thì còn gì bằng. Bầy heo đang được No 1 lùa về nhà chính. Bây giờ chưa có dân anh đã phi rồi. Rất bịp đến từ No 1. Không biết có đạo diễn này là ở đây không. Gần đây khán giả rất hay bảo là AOE đang có diễn viên và đạo diễn, nhưng mà tôi nghĩ thì nếu các anh bảo thế thì rất là cay bịp rồi. Rất nhiều khán giả ý kiến rất là bất quan điểm khi mà tôi mất quan điểm. Đã thấy cánh rừng do đó No 1 nhưng khá xấu, tôi nghĩ đóng ép trên dông vẫn sẽ được. Chắc bây giờ đi sát map bản đồ trên 12 giờ thấy đôi voi nữa thì mắc binh. Không có đôi voi rồi. Bài của chú Boy sao? Anh có thấy thêm đôi voi nữa không? Đã có bầy yêu đầu về với nhà chính của mình. Bài của chú Boy dừng khá nhiều xung quanh nhà và nhà khung. Anh đang bo nhà bằng những chiếc bè đầu tiên. Đã đủ gỗ xây BS đầu. Bãi rừng, cái rừng đầu tiên của T-Boy khá là xấu khi mà mặt xấu cứ chĩa vào mặt của T-Boy. Anh không biết đóng ép ở đâu đây, anh đóng ép chỗ gần con voi hơn. Vẫn chưa thấy đồ ăn gì hơn, đồ ăn gì thêm. Không biết bài của bên kia như nào đây, bên kia là Katha IC. Katha là của Gunny, còn IC là của Tiểu Bạch Long. Người cầm là rất mắc binh cho bên kia, còn bên này thì ai cung ai chém thì cũng thế thôi. Anh đang câu con voi đầu tiên của mình về. Còn bài của No 1 đã thấy thêm đồ ăn gì chưa? Anh vẫn đang ép bầy heo đầu. Anh vừa chết một dân ư? Sư tử trên dốc cũng cắn. Sư tử này chắc đội Gunny rồi, màu 3, sư tử màu 3. Sư tử cũng màu vàng, Gunny cũng màu vàng. Chắc là Gunny đang cử sang để cắn bớt dân của No 1 vì sợ bài No 1 nó khỏe. Bài anh đã đủ đồ khi mà có thêm một bầy heo và một bãi quả phụ nữa. Bài quả phụ hình như là 5 cây, rất giúp bài quả 5 cây, xấu, ở thế rất xấu. Anh kích đời ở 7 phút 38 với 23 dân Catanian. Chim bòi sao, anh có thấy thêm đồ ăn gì không? Anh đã thấy một bài quả phụ giữa hai nhà và thêm một bầy heo nữa. Bài của chim bòi cũng đã đủ đồ. Bài chim bòi là rất khung, lên đời chỉ cần đóng BA xây nhà nữa. Hy vọng là Catanian sẽ nằm cùng cánh với No 1 và AC nằm cùng cánh này thì No 1 T-Boy sẽ cân tươi với nhà AC với thế bài này. AC tôi đoán trận này không có rừng đâu mà, chắc lại toàn rừng dừa xem. Đánh bo nhỏ. Bầy heo là 7 con dành cho T-Boy, rất mắc bêu. Nhà T-Boy gần như là không lối vào, anh đứng cung giờ tốt thì AC không thể vào nhà anh với những cái tầng dốc kia. Kể cả cung giờ AC hay là cung giờ Ekip hay là cung giờ Hitty vào là cung giờ Summer cũng thế. Anh đang đóng thiết kế chiếc BS thứ hai của mình. Rừng nhà anh rất xấu khi mà cái cánh rừng đầu tiên của anh cái mặt xấu lại chĩa vào mặt. Anh có định đóng chiếc BS thứ hai không? Anh đang tích gỗ để đóng nhà điều kiện và lên đời anh sẽ đóng chiếc BS thứ hai của mình sau. BM ken là cây gỗ BM mắc bêu. BA ở đâu?
vẫn chưa đủ gỗ đóng bê một bàn kích đời khá sớm của Chip Boy. Còn normal thì thế nào? Anh đã đóng nhà điều kiện và bắt đầu đi ăn vàng. 700 kích đời, 10 phút 45 cho Kata. Còn bên kia là sao? Đã lên đời chưa? Bài của AC trận này tôi nghĩ là không có rừng đâu mà. Thế bài bên này đã quá nhiều rừng thế này rồi, bên kia sẽ không có rừng đâu. Thường map sẽ thế. Anh vẫn chưa xong được con giò của mình. Đã có giò. Bên kia là 27 dân dành cho AC. Không biết là quá khỏe hay là quá nghèo anh phải đánh như thế. Đã công giáp đã nâng đầy đủ dành cho con giò. Rừng đang ở giữa bản đồ đang là rất nhiều rừng. Hy vọng trận này AC sẽ không có rừng. Bởi vì đánh lâu dài thì trận này Chip Boy sẽ rất là tươi khi mà nhà anh nhiều rừng và rất khung. Anh đã sóc tê, bắt đầu bo nhà. Chắc không vào được nhà của Chip Boy bằng những con giò đầu tiên rồi. Con giò đầu tiên rồi. Đang bắt đầu vẽ ruộng. Chip No 1 đang cạnh 3 là cạnh Catanian. Không biết Catanian có khỏe như No 1 hay không. Anh đang định quay về nhà vẽ ruộng. 1 P dành cho No 1. Anh đã sắp chém chưa? Gunny đã bắt đầu có những chiếc ruộng, 4 chiếc ruộng, 1 khoanh ruộng. Gunny thường hay đánh bài 4-5 ruộng xong khoanh lại để sóc chém thật đều. Phang luôn. Không biết bên kia công giáp không, 7A để bắt giò. Con giò của Gunny cũng là công giáp. Phần này Gunny cũng khỏe. Bài Gunny cũng là khỏe. Noble đã sóc P chưa? 3 chiếc ruộng dành cho No 1. Có chéo sang AC luôn hay không? Đang đưa lạc đà, đang đưa P sang bên phía nhà AC của Chip Boy. Hình như là Gunny đã chéo sang nhà Summer rồi. Đã có bánh xe dành cho No 1. Anh đang ép gỗ để vẽ ruộng. Có mút nốt tiếp cây quả cuối cùng không? Hình như là No 1, lạc đà của No 1 vừa gặp một bãi quả. Đấy, ba đang tạt cánh sang nhà Summer. Nhưng mà nhà Summer tôi nghĩ không vào được rồi. Anh đã bo nhà rất kỳ. No 1, Chip Boy đánh rất chắc chắn. Xem nhà Chip Boy tham lai bao nhiêu. 35. Bị đi bởi một pha vẽ rất tinh tế của Chip Boy. Gunny đã thông chạy vào nhà của Chip Boy rồi. Nhưng mà không biết lạc đà có làm ăn gì không khi mà Chip Boy đã hủy hết tất cả các địa chỉ làm ăn của mình. Đang đi vào ruộng dành cho Gunny. Không, Gunny không hủy Chip Boy đã ken hủy được mở tay nghe vừa rồi chắc lại có chục cái vào mặt rồi. Ba con lạc đà của Gunny đang vào nhà và chạy lanh quanh trong nhà. Chưa kin một dân nào của Chip Boy. Lạc đà là công giáp, Chip Boy có phang luôn hay không? Dân Summer không sợ. Vâng. Lạc đà đang rất xoắn với những con dân Summerian của Chip Boy. Vẫn đang chém con dân, chưa kin được một dân nào dành cho Gunny. Chắc anh đã một dân và đổi lấy ba con lạc đà. Hình như là bên Chip Boy chết hai mất 2 công giờ. Tham lai đang là 37-60 cho Chip Boy. Anh vừa dò lỗi một con voi. Bài này không dò lỗi thì lực gỗ sẽ là rất khỏe. Bởi vì anh chỉ cần câu con voi bên kia về, không phải ăn bấy nhiêu, anh chỉ cần ăn quả phụ là được. No 1 thì sao? Tham lai là 30 đúng không? Đấy, tham lai đang là 31. Tiểu Bánh Long đang đẩy No 1. No 1 đang đông lạc đà, anh nên giữ lạc đà. Cơn này không ăn được đâu, bởi vì đây là cung giờ AC. Chip Boy có sang cứu hay là để thẳng nhà AC luôn? Nhà AC cũng là rất khỏe. Vào, No 1 vào luôn là sút được cơn này. Tham lai No 1 đang là 31-32. Chip Boy quay lại. Vâng, lạc đà của Gunny cũng là rất đông, đang đi vào cung giờ của Chip Boy. Chip Boy đã có giáp hay chưa? Vâng, đã có giáp 2 rồi. Gunny đang chảy lạc đà là rất đều khi mà anh có một cái ruộng khá bé, nhỏ nhỏ xinh xinh ở mép bản đồ. No 1 đang thừa vàng, anh có nên bơm cho Chip Boy một tơn để nâng giáp 4 luôn hay không? Trận thi đấu vẫn đang rất cân và rất căng thẳng khi mà bên kia Gunny vẫn chưa mất nhiều dân, còn Tiểu Bạch Long cũng thế. Bên này GameTV đang tất tay thủ, bởi vì nhà của Chip Boy là đẹp và thủ được là cơ hội thắng sẽ là cao hơn. Lạc đà của
nô một tuần này là đông hơn lạc đà của Gandhi và khung giờ của Chibo đang đứng ở trên dốc. Nô một có nên có công phu của mình sang nhà của Gandhi luôn hay không? Hết lạc đà, Chibo báo về thì đã hết lạc đà của Gandhi rồi. Còn lại vẫn còn 5 con. Phù thủy của nô một chuẩn bị hoạt động kìa. Tham lai đang là 38 đến từ nô một rất khỏe. Phù thủy anh đâu hết rồi? Phải nghe ruộng. Tên này gặp phải he he thì chắc chắn là sẽ có em vào mặt rồi. Lạc đà của nô một vẫn đang là rất đông nhưng mà tham lai của anh đang là 40. Anh không ra dân mà anh chỉ sóc lạc đà, chay lạc đà và phù thủy thôi. Anh còn nên dừng một tên chém. Chiboy quay lại để bắt lấy tên cung giờ của Tiểu Bạch Long, bởi vì Tiểu Bạch Long đang đứng trên dốc. Chiboy đang hai tay hai đạo. Bắt tên cung giờ này của Tiểu Bạch Long được không? Không được. Chiboy nâng sật của hai chưa? Không biết Chiboy đã bắt đầu nâng sật của hai chưa? Anh có nên tách khoảng 5 con cung giờ đi bắn bô nhỏ của Gunny hay không? Sật của hai hình như anh vẫn chưa lên thì sao ấy. Phút thứ 23. Sáu mươi chín trên 70 trên 84 dành cho Chiboy. Anh đang đứng cung giờ, tham lai vẫn đang là rất cân. Tiểu Bạch Long đang to nhất bản đồ khi mà anh được cầm AC và phát triển khỏe hơn Summer. Nô một đã kích chém 4 chưa? Anh vẫn đang sóc chai lạc đà để lấy đông rồi. Nô một đã vẩy e ngăn kiểu cung giờ Tiểu Bạch Long đâu rồi. Chiboy cẩn thận bị ốp bởi vì cung giờ Tiểu Bạch Long khá ít ở nhà. Thì ra là Tiểu Bạch Long cùng cánh với cả Nô một, còn Gunny cùng cánh đi vào đấy sẽ bị mắc và sẽ bị bắt đấy anh Nô một ạ. Lạc đà của ba cũng khá là đông. Chiboy sao 75 trên 892 đã có chặt thứ hai, có nên đầu máu luôn hay không để lấy lợi thế cân bằng lại với cả AC. Anh vẫn đang đánh với bài 4A, anh tăng A rất muộn, đúng là tay chém công cung khác. Cung giờ đang bị tắc chỗ cái vực kìa. Đầu máu. Đi đầu máu luôn anh ơi. Một A nữa, đầu máu chưa? Đã kích đầu máu dành cho Chiboy. Nhưng mà số lượng vàng của anh đã bắt đầu giảm. Đứng đấy bắt cung. Lùi. Tên này nên lùi. Nhưng mà lạc đà. Nó vẫn còn lạc đà của nô 1 kìa. Lạc đà ở đây là lạc đà của Gunny, con nhìn nhầm. Màu 7, màu 3. Nên lùi tên này, đã có giáp 4. Hình như anh chưa kích được đầu máu và anh đã kích giáp 4 trước. Anh nô 1 bơm một tên vàng lên đầu máu luôn để đỡ lại với tốc độ bắn của AC. Nhà có Chiboy càng đánh về lâu về dài thì càng rất lợi thế, bởi vì nhà anh là rất khung và rất nhiều dốc xung quanh nhà và là dốc chỉa ra ngoài. Gunny không thể móc được Chiboy trận này. Nô 1 tham lai đang là 40. Đã là lạc đà chém 4 dành cho nô 1. Anh có bơm một tân vàng để Chiboy nâng đầu máu lên hay không? Chiboy vẫn chưa có đầu máu đâu, bởi vì vàng giảm vừa rồi, lúc nãy là do vàng do anh nâng giáp 4. Có nên xin một tên vàng để nâng giáp 4 luôn, đầu máu luôn hay không? Đang là 52 dân đến từ AC của Tiểu Bạch Long. Còn bên này Chiboy đang là, tôi nghĩ là tầm 50 dân, 50 đến 50, 55 dân. Anh đang bung nhà chính, xóa nhà chính các kiểu để vẽ ruộng và ăn rừng. Đã hết một kích ruộng cho Chiboy. Vâng, đang đứng trên dốc và chơi tên này không? Nhưng bên kia đang có lạc đà rất đông đến từ Gunny. Tên này nên lùi. Nô 1 đâu rồi? Lạc đà chém 4 của Nô 1 đang ở đâu? Chúng ta cùng đến với màn hình máy của Nô 1. Nô 1, lạc đà của anh đang ở đâu? Anh hình như anh đang đưa đến nhà mùa 3 hay sao? Rất đông lạc đà nhưng không biết lạc đà đang định có ý định là lưu nhà của Nô 1. Một thế trận mà hai bên đang có cứ đền dứ với nhau, không biết bên nào lớn hơn bên nào, không là Gunny cũng chưa chết quá là nhiều dân. Chạy dân thôi anh. Vâng, rất đông cung giờ đang ốp vào nhà Nô 1. Chiboy có săn cứu hay không? Chúng ta cùng đến với màn hình máy của Chiboy. Tham lai là 77. Bây giờ là Chiboy vẫn chưa nở được tham khá quá nhiều, nhưng mà anh đang liên tục nở lại bị bắt.
Gunny cũng đang rất khỏe. Không biết Gunny là bây giờ là bao nhiêu dân của bao nhiêu nhà L. No 1 đã tăng nhà L thứ 3 thứ 4 chưa? Anh vẫn đang là 2 L sóc đều. Vàng là rất hiếm, bãi vàng là thứ 2 của No 1 là rất xấu. Tiểu Bạch Long đang đứng bắn nhà rất bịt, đến từ Tiểu Bạch Long lại diễn viên rồi. Khán giả chắc lại, khán giả Thái Bình chắc lại trận này mà thua, chắc là khán giả Thái Bình lại bảo là Tiểu Bạch Long lại đi học diễn viên rồi. Thôi tham lai quá đèo, không biết thôi. Tỷ số là 1 đều trong trận đấu thứ hai. Một trận đấu mà Chip Boy đánh nở tham khá là yếu khi mà bên kia... Dạ, bên mình thua anh ạ. Gunny đã sóc 3-4 nhà L rồi. Bên kia đánh khá chủ động khi mà cánh rừng kia là vẫn hở dành cho Chip Boy. Thì đừng sắp nghe bản đồ chỗ cánh rừng già vừa bung ra là vẫn hở. Anh có sạc iPhone không anh? Ở đây có ai có sạc iPhone không anh nhỉ? Hồng Anh có ở đây không anh? Hôm nay nó không đánh kèo anh. Anh không thuốc. Không có camera đúng không anh? Em thuốc, anh ngại quá. Bình luận có ai bảo gì không anh? Ô quên chưa tắt. Một đều. Vâng. Chưa tắt xe.